nó ném bom, nó ném bom chết 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 một thằng thằng kia chết luôn kìa. Ôi nó ném bom thằng 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 kia nó chết luôn, nó ngồi trong xe nó chết luôn anh em ơi. Tụi tài cái gì đó. Ôi nó cháy luôn nè. Ôi tội nghiệp thanh niên. À, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chuỗi series của con game là con Raven Police nào. À, như tập trước thì mình đã nâng cấp được một chiếc xe đời cuối, chở được 5 tù nhân. Và bên cạnh đó mình cũng mở rộng cái nhà kho chứa hàng lậu. Và mình cũng mở rộng thêm được cái nhà giam để mà chứa được nhiều tù nhân hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm việc để mà dành tiền. À, tiếp theo mình sẽ nâng cấp cái chỗ ngủ của mình, chứ hiện tại là cái chỗ ngủ của mình nó u ám quá và nó không nhìn nó bê bối quá. Mình bây giờ mình có tiền rồi mà mình phải cải thiện cuộc sống của mình chứ, đúng không anh em? À, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đây, mục tiêu của chúng ta sẽ là nâng cấp cái nhà này để lên một chỗ ở khang trang hơn. Như mọi khi thì trước khi một ngày làm việc thì mình sẽ kiểm tra cái quy trình này, quy định là hôm nay vẫn như thế, xe mà có trên 3 lỗi là không được vào, danh sách hàng hóa phải đúng, mức kiểm soát phải đúng và giấy tờ đăng ký xe phải khớp. À, về cái thông tin mà tình báo buôn lậu á, thì mình đang có hai thông tin. Cái thông tin thứ nhất là mình có một cái thông tin là chiếc xe màu xanh lá này và một chiếc xe là 83RS này. Đấy, mình chỉ cần nhớ hai cái thông tin này. Rồi nếu không còn gì nữa chúng ta sẽ bắt đầu một ngày làm việc nào. Rồi, chiếc xe đầu tiên của chúng ta hiện tại đây là chiếc xe màu xanh lá này. Đấy, ta sẽ kiểm tra xe này thật kỹ này. Đầu tiên là giấy tờ của nó mặc là đúng này, kiểm tra tên này. 30 tháng 11 08 09 11, rồi đúng này. Rồi ta sẽ kiểm tra xung quanh xe của nó xem có hàng lậu không. Đèn trước ok này, gương ok này. Xe bên này cũng ok này. Có vẻ như chiếc xe này an toàn nha anh em, nó không có chứa cái gì khả nghi hết. Đèn hậu cũng ok này, lốp xe cũng ok này, gương cũng ok này. Xuống xe nào, mình sẽ kiểm tra trong xe nữa là xong. Rồi xe này thì ok hết, thì thằng này không có lý do gì mà để mà mình từ chối nó hết. Để mình kiểm tra cân nặng qua. Xe này hiện tại nó đang là 1.400, mà tối đa của nó là 2030, thì thằng này ok nha. Mình sẽ cho nó vào. Chiếc xe đầu tiên khá là suôn sẻ. Rồi trước khi đến xe thứ hai để mình xem thử là có cái không có cái báo chí gì mới không. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành trên khắp đất nước. 10 giờ. Ok, đang đất nước chúng ta đang có Thế vận hội Olympic đang xảy ra nha anh em. Xe vừa rồi thì mình kiểm tra đúng hết, không có gì sai. Chúng ta sẽ tiếp đến với xe thứ hai nè. Buôn lậu là 83RS màu xanh lá. Ta sẽ đến với xe thứ hai. Rồi dân xe kiểm tra hàng nào. Attaiche varisu comandiro. Rồi yêu cầu mày xuống xe luôn cái đã. Rồi kiểm tra mặt của nó này, từ từ tính đây coi. Mặt đúng nè anh em. Số hộ chiếu này, Selim Onian đúng luôn nè. 16 tháng 6 khớp nè, 5 tháng 5 khớp nè. Rồi bắt đầu kiểm tra xe của nó nè. Rồi xe của nó thì ok. Kiểm tra cabin nè.
Rớt nè, bắt đầu kiểm tra nè. Rồi, một cái đèn bị hỏng nè. Đèn trước bị hỏng nè. Cái thằng này thiếu một cái gương nữa nè. Đấy. Rồi, mình sẽ kiểm tra lốp xe nè. Đèn, ô, đèn hầu cũng hư luôn nè. Lốp ra. Lốp bị xìu nữa nè. Tiếp đó là cân nặng của xe này. Hiện tại nó đang là 580 mà nó chở được 959 thì ok. Chúng ta sẽ mở hành lý ra kiểm tra nè. Hành lý này. Cái gì đây? Ủa chúng ta bị tấn công. Ủa thằng này từ từ ai cho mày đi. Yên đó. Hai thằng này, ba thằng này, thằng này, năm thằng này, sáu thằng này, nó ném bom chết 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 một cho thằng kia chết luôn kìa. Ôi nó ném bom thằng kia nó chết luôn, nó ngồi trong xe nó chết luôn nha ơi. Ôi đang cái gì quá. Ôi nó cháy luôn nè. Ôi tội nghiệp thanh niên. Mày đi. Ném bom nữa kìa, chạy thôi. Đường này nguy hiểm quá. Mày đi. Chúng ta chỉ còn 62 viên đạn. Không biết đủ không đây. Chúng ta gần hết đạn rồi thôi. Ôi hết đạn rồi. Chúng ta còn súng lục thôi. Hết đạn luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lùi vào căn cứ để chúng ta lấy thêm đạn. Chỉ còn một kẻ thù thôi. Đứng lên nào. Lục nè. Đấy, xong rồi, hay lắm. Các đồng đội của chúng ta đã hỗ trợ chúng ta. Hai mươi bảy tên lính luôn anh em ơi. Ủa nhưng rồi cái thằng này chết rồi nó biến bắt đầu mất rồi. Tội nghiệp thanh niên. Ủa nó ném cái phát chết đen luôn. Thanh niên gọi là chết oan rồi. Rồi kiểm tra xe nào. Bây giờ mình hết đạn rồi. Mình chỉ còn súng lục thôi. Kiểm cắt đạn nữa nè. Tên nào. Ủa một chiếu nào. 28 tháng 10 ok, 12 tháng 3 là hết hạn rồi nè. Gonzaga. À, mình sẽ kiểm tra xe nè. Ồ, anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Ai lấy nốt của pizza ở đó vas. Mày xuống xe đi. Xuống xe đi rồi nói chuyện với tao. Đóng cửa lại. Không phá được nhau ở đây. Ủa nó chạy kìa. Được không nhanh nha.
Mình bắn chết nó rồi. Chạy đi đâu? Đó nè. Bây giờ thằng nào mà vượt biên là bắn chết không tha. Kéo sát nó xuống. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra hàng lậu của nó, không sai. Đó nè. Đi đâu? Bên này còn không? Cabin lên nào. Úi giờ thằng này hàng lậu quá trời luôn nè. À. Rồi, à được. Là bỏ hàng hóa này. Có khu vực có xe này. Rồi, xe tiếp theo nào. Đấy, tụi mày cứ làm gương đi, thằng nào mà bỏ trốn là bây giờ tao bắn hết. Liệu hồn mà bỏ trốn nghe chưa? Thằng này sợ rồi, thấy mình mới bắn chết thằng kia là nó sợ rồi. À, kiểm tra giấy tờ nè. Tên nè. Hộ chiếu nè. Ừ. Chiếu nè. 23 tháng 5 phù hợp nè. 18 tháng 11 cũng phù hợp luôn nè. Rồi cái đăng ký cho là sai rồi nè. Ra pin ra vút mà vô vút mà sai nè. Ra xe của nó. Vút nè. Đèn nè. Vút nè. Vút nè. Pin nè. Đèn trước đèn sau ok nè. À, nhưng mà không cho thằng này qua được tại vì nó vi phạm mà cái sai tên với lại giấy phép. Chúng ta phải từ chối nhau, từ chối nó. Đấy, còn xe một chiếc xe nữa nào. Rồi, cho kiểm tra giấy tờ nào. Tên nè 33 9 giờ 37 đúng nè, 19 tháng 11 đúng nè, 19 tên của nó là Asan Kasimov, tên cũng đúng luôn nè. Rồi một cái đèn, hai cái đèn bị hỏng nè. Bốc lên coi nào. Có gương không? Xe thằng này có gương nè. Đèn trước có nè. À, yêu cầu anh rời xe nè. Rồi trên xe thì không có dấu hàng gì hết. Thì bây giờ mình chỉ có kiểm tra hàng của nó thôi. Hai nè. Ba nè, mở ra nè. Bốn nè, năm nè. Chất tẩy rửa là hai, mà hành lý là ba. Rồi, mày sai nữa nè. Hàng hóa nè. Đấy, như thế này là mình không cho nó vào được rồi. Ba hành lý. Mà trong này nó chỉ có hai là hai thôi. Thì chúng ta không thể nào mà cho nó vào được. Chúng ta sẽ nhờ anh cảnh sát này trả hàng lại cho nó và chúng ta sẽ từ chối. À, từ chối nào, không thể nào mà cho mày qua được, mày khai gian thế mà. Tại sao gì nữa, mày tự hiểu thôi chứ. Mày qua mặt ai đây, mày giỡn nhầm người rồi. Rồi, và đó là chiếc xe cuối cùng trong ngày của chúng ta.
bây giờ mình sẽ đi mua đạn nào. Rồi, kết thúc công việc, bây giờ chúng ta sẽ đi mua đạn nha, tại là không còn một viên đạn nào trong người luôn á. Mình sẽ đổi qua chiếc xe này để chạy cho nhanh, còn chiếc xe to là dành để mà chở tù nhân thôi. Đấy, lên xe. Ta sẽ đi tới chỗ thằng Vlad để mà mua thêm. Hiện tại mình đang có 1.900 đồng, thì hôm nay mình nghĩ là nếu mình về mình sẽ nâng cấp cái nhà. Thì bây giờ chúng ta kiếm khá là dễ, cho nên là không có con sợ là thiếu tiền. Nghĩ lại là khi nãy thanh niên kia bị chết cháy, thanh niên đó chết oan biệt. Nó làm gì mà đủ á, nó bị bom nổ chết cháy luôn kìa. Tiên số nhỏ. Đó, rồi chúng ta đang đi đến xuống đường, chỉ cần đi thẳng một vòng là tới. Hay rồi, chúng ta đã thấy cái hàng tập quá của nó. Xe vào lề vào mua nè. Rồi chúng ta. Atayche. Thôi, mình có mấy cái ống đựng cồn hay là mình đi mình bán cái mấy cái này đó nè. Ủa thằng này nó không mua. Nó không mua mấy cái này, chỉ có bán cho mấy tuổi mà thương nhân là đi qua trạm mình thôi. Dao mình còn nè, rìu mình vẫn còn nè. Mình sẽ mua thêm một viên đạn và mua thêm một cái rìu nữa. Hôm nay mình sẽ về cất trong kho. Đặt lục thì mình sẽ giữ lại. Rồi, lên về đường về nhà nè. Mình nghĩ là nên mở quà cảnh sát ra, nên mở quà cảnh sát lên để cho con xe này nó né mình. Anh em thấy khi mà mình mở cái quà cảnh sát lên là bắt đầu thằng nó né mình hết, thấy không? Kiểu như là đèn còi ưu tiên, xe ưu tiên ấy. Khi xe đang thi hành công vụ thì tất cả mọi xe khác phải nhường đường, bắt đầu đề hết. Mắt là mình sẽ cất cái đống hàng lỏng này đi cho động kho lót đồ của mình đó. Súng lục thì bây giờ không cần nữa nè, điều cất vào nè. Ồ, cái này là chuyển đồ nhanh nè anh em, ta chỉ cần kích qua kích về là chuyển đồ nhanh luôn nè. Nhưng
Nhưng rồi mấy viên đạn của mình đâu hết rồi? Ủa? Khi nãy mình mua đạn nhiều lắm mà bây giờ đâu hết rồi? Đạn, ủa sao bây giờ còn súng tiểu liên thôi? 5 viên. 5 viên là bắn được bao nhiêu đây? 5 viên là bắn được 200 viên. 6. Ủa khi nãy mình mua đạn nhiều lắm mà. Đâu hết rồi, 200 viên thì làm sao mà đủ bắn cái người buôn lậu này được. Đó là chạy đi mua thêm sau. Bây giờ mình chạy nâng cấp nhà nè. Tại từ nhà trọ của mình đang là level 1. Nâng cấp lên cái nhà này là chạy tốn của mình là 600 đô. Nâng cấp này. Coi nè. Đấy anh em thấy chưa, lên đời ngay. Chúng ta đã thoát khỏi cái tên xe buýt rồi. Đây, mời anh em vào nhà mình xem nhá. Có tủ, có bàn nè, cái nồi gì đây. Ồ, có giường luôn nè. Đấy, cuộc sống bây giờ có vẻ là khá hơn rồi đó. Tập hồ nữa nè. Rồi hiện tại thì khi mà đã xong cái hết ngày rồi thì mình nghĩ là mình sẽ đi ngủ để qua ngày mới nè. Chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi một xíu để lấy sức. Mình sẽ đi nghỉ ngơi nè để qua một ngày mới. Ngày thứ 15. Hôm nay chúng ta bảo vệ thành công tụi phiến quân, chúng ta được thưởng 300, 800 tù nhân 3, 300 nữa. Hôm nay chúng ta nâng cấp được 4.500. Tiền là bây giờ còn 890 đồng. Rồi, ngày thứ 16. Không có báo mới. Cũng không có cái thông tin quy định gì mới. Hiện tại là chỉ còn một chiếc thông tin buôn lậu là chiếc xe màu xanh lá thôi. Ta sẽ kiểm tra nè. Xe đầu tiên trong ngày của chúng ta. Ồ, chiếc xe này thì giống như là chiếc xe chở hàng đông lạnh đó. Vâng, chào anh, cho tôi kiểm tra giấy tờ xe nè. Bên cạnh đó là nó mua thuốc lá. Dạ. Nó bán rượu, nó bán rượu vodka 17 đồng thôi anh em nè, phải mua. Mua về mình bán được năm mấy đồng á. À, kiểm tra giấy tờ xe nào. Có chứ, có coi biên giới là phải kiểm tra là rõ ràng rồi. Ra tên nè, hộ chiếu nè, tên nè, 30 tháng 8 phù hợp nè, 14 tháng 9 phù hợp luôn nè. Bây giờ phải kiểm tra xung quanh xe của nó nè. Đèn trước ok nè, gương ok nè. Hình như nó thiếu một cái đèn ở đây nè. Bên này có và bên này không có nè. Đúng không? Bên này có cái chốt móc ra. Bên này không có. Như kiểu xe này chỉ có một đèn thôi nè. Tại bên này mình cũng thấy có cái chốt để móc nè. Lốp xe ok nè. Ta sẽ bỏ kho ra nè. Cái hàng vào nè. Cốp lại nè, đèn hậu ok nè. Yêu cầu anh xuống xe để tôi kiểm tra cabin nè. Rồi cabin của thằng này trong sạch nha. Có gì hết. Mình chỉ có kiểm tra cái hàng hóa, tổng lượng hàng hóa nè. Nó chở được 3.400. Cái này là 4.500 thì ok, thoải mái. Ta sẽ đi kiểm tra tủ lạnh nè. Cùng vệ sinh nè. Xi măng nè.
Không nè. Bên này một cái tủ lạnh nữa nè. Cái này là máy giặt. Rồi chúng ta sẽ đối chiếu hàng hóa của nó nè. Hàng hóa tủ lạnh là một nè, đúng nè, phòng vệ sinh là một đúng nè, phân bón là 8 nè, xà bông là 4 nè, máy giặt là 2 nè. Cái thằng này hợp lệ hết, không có gì khả nghi. Chúng ta sẽ cài hàng lại cho nó và sẽ cho nó qua. Để đo lại nè. 406. Ồ, khi mình tháo hàng ra là trọng lượng nó hạ, là mình được kiểm tra chính xác nhất là phải hàng hóa ở trên xe luôn á. 4060, đây là 4190 thì ok, mày sẽ được qua. Vâng, chào anh, hẹn gặp lại. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra chiếc xe tiếp theo. À, đến chiếc xe tiếp theo nè. Chiếc xe đầu tiên có vẻ là suôn sẻ, không gặp gì khó khăn. Đến chiếc xe tiếp theo nè. Chúng ta sẽ kiểm tra cân nặng của nó trước là 860. Thì lấy giấy tờ xe của nó nè. 990 là hợp lệ nè. Tên nè. Số hộ chiếu nè, DUQ6 ARPS đúng không nè. Rồi cái này là hết hạn rồi nè, không phù hợp rồi nè. Đấy, thằng này thì không cho vào rồi. Để xem thử nó bán gì đây. Ồ, nó mua rượu vodka nè. Để bán nè. Đấy, kiếm lời. À, có trước nè. Đèn trước có, đèn sau, đèn gương chiếu hậu có nè. Rồi thôi mày xong, mày xong. Mày buông lậu à, xuống xe. Buông lậu là mày chết rồi. Đứng yên đó, không có chạy nha. Á, hối lộ nè, bao nhiêu tiền đây? 408 là mày hối lộ, mày chết, mày cầm cái tiền của mày đi. Đừng có hối lộ tao. Này, sao mày không đánh được ta? Bị lỗi. Rồi, lúc sau cũng có nè. Như mấy cái này nó bị lỗi, mình không có chém được. Ok nè. Rồi, hư con dao rồi. Chúng ta sẽ vào lấy con dao khác. Đấy. Nó buông lậu rượu. Đấy. Còn cũng còn nữa không? Con này thì không có. Cabin nè. Cabin thì không có gì hết. Nhưng mà sao mình không có chặt được cái này ta? Hay là phải dùng cái cà lê này? Không được. Cho hàng hóa của nó nè. Thằng này chắc chắn là phải bị bắt rồi.
faccio, Tainara? Đấy, vào đấy mà sám hối đi. À, tiếp tục nè. Trong ngày hôm nay là mình sẽ chạy đi bán mấy cái đống hàng này đây, kiếm tiền. Dọn dẹp xe nè. Rồi, xe tiếp theo. Rồi, cho mình kiểm tra giấy tờ nào. Thằng này nó mua, ui thằng này nó mua rượu 71 đồng luôn. Khi nãy mình bán có 50 đồng. Arosco propsa aman. Atmatur. Xe nào. Meno trinove za grajki alla živatka. Tên đúng này. Hồ chiếu đúng này, 16 tháng 6 khớp này. 18 tháng 7 khớp luôn này. Cân nặng xe bao nhiêu đây? 1230 khớp luôn. Rồi bắt đầu thằng này thiếu phần thân xe nè, thiếu tấm trắng nè, thân xe bị lỗi nè. Đây anh em thấy không, thân xe có là bị lỗi nè, cốp xe bị xìu nè, đèn trước bị hỏng hai cái nè. Cabin có gì không? Cabin không có gì hết. Gương còn gương chỉ kiểm tra rồi, thằng này thiếu một cái gương nữa này. Cốp xe có gì không? Có gì hết. Tốt không có, đèn hậu ok. Với chân này lỗi thì mình không thể nào mà cho nó vào được rồi. Quy định đầu vào để mình coi thử. Bị cho tóc trò chơi. Có kiểm soát. Hả? Quy định đầu vào, mình không thể cho nó vào được, nó quá nhiều lỗi. Từ chối thôi. Về sửa sang lại xe đi, chứ xe này mà sao mà đi được. Rồi chúng ta sẽ đến chiếc xe sao. Đây là chiếc xe chở hàng gì đây? Đã được thăng chức rồi. Bây giờ mình có thể sử dụng được súng trường bắn tỉa. À, kiểm tra xem thằng này bán gì đây. Nó bán rượu. Không cần. Đây đấy thật ra nè. Rồi tên nè. Ajax, Abed đúng nè. Hộp chiếu nè. Ngày hết hạn 22 tháng 5 hợp lệ nè. Hợp lệ luôn nè. À, kiểm tra xe nè. Ồ, xe thằng này nó đang thiếu một cái tấm trắng. Và thân xe bị lỗi luôn nè. Một cái đèn trước bị hỏng nữa nè. Đấy, ui thằng này lỗi nhiều luôn. Chừng này là không cho vào rồi. Lốp xe ok nè. Đèn hậu cũng ok nè. Trên xe thì cũng có gì. Chúng ta sẽ kiểm tra cái trọng lượng của nó. 3330 kg. Bên này là 4240 thì ok, hợp lệ. Xuống xe nè. À, xe nó thì không có gì trên xe hết. Thằng này nó vi phạm 3 lỗi. Mà theo như quy định đó, là xe mà có thêm 3 lỗi. Thằng này 3 lỗi thì nó có bị cấm không? Xe có trên 3 lỗi. Và thằng này 3 là vẫn được đúng không?
ba là vẫn trên ba mới cấm mà, chứ còn dưới ba thì vẫn được mà đúng không? Mình cũng không rõ cái này lắm. Trên ba mới là cấm, thì bây giờ mình thử đi, mình cho nó vào thử coi thử là có sai không là biết liền này. Để lần sau mà mình biết mà mình rút ra kinh nghiệm. Chào anh, chúc anh ngày mới tốt lành. Hy vọng là quyết định của mình là đúng đắn. Xem có đúng không? Hy vọng là đúng, đừng có trừ tiền nha. Mình đang nghèo lắm luôn rồi đó. Ôi, không hợp lệ anh em ơi, ba lỗi. Thằng này không được. Ủa sao thiếu cái gương? À, là do mình kiểm tra thiếu gương là thằng này trên ba lỗi nè. Khi nãy mình không kiểm tra hai cái gương của nó. Có bị hai thằng đó. Sai lầm anh em ơi. Mọi sai lầm là đều phải là bị trừ lương ấy. Rồi, chiếc xe cuối cùng trong ngày. Bây giờ phải kiểm tra cho kỹ. Rồi, kiểm tra mặt trước này. Tên này. Hộ chiếu này. Hộ chiếu khớp này. Hết hạn là 27 tháng 7 và 29 tháng 5 cũng khớp luôn. Mình sẽ kiểm tra xung quanh xe của nó. Thằng này một đèn bị hỏng nè. Lắp cabin nào, coi có gì không. Cabin không có gì hết nè. Như thằng này nó thiếu cái thân xe đúng không? À không, đúng rồi. Khớp thân là xe không có gì hết. Rồi, đèn sau bị hỏng nè. Tủ lạnh chỉ có một cái đây thôi. Coi thử nào, tủ lạnh thì không có gì hết. Trả hàng lại cho nó. Gương xe thì ok hết, kính xe ok hết. Thì thằng này nó chỉ có lỗi hai cái đèn hỏng thì mình phải cho nó vào thôi. Còn lại là hợp lệ hết. Cân nặng thì bao nhiêu đây? Cân nặng là 1350. Bên này 1580 rồi, thằng này hợp lệ, cho nó vào. Xem thử nó bán gì đây. Nó mua thuốc lá, nó bán bột giặt thì không cần. Đấy, mình sẽ cho nó vào. Rồi, chào anh một ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại. Và đó cũng là chiếc xe cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay. Ủa, cái gì đây? Thiếu tấm trắng, cửa sổ bị hỏng. Ủa sao khi nãy mình kiểm tra cái cửa sổ rồi mà đâu có gì đâu. Ủa hôm nay sao thế? Hôm nay mình làm việc lơ tơ mơ quá anh em ơi, tự nhiên bị trừ hai chiếc xe liên tiếp luôn. Mình nhớ là mình kiểm tra cái tấm trắng rồi mà. Thôi, chúng ta đem đồ đi bán mà kiếm lại tiền thôi. Hôm nay bị trừ 400 đồng đau quá. Thì giải thằng tội phạm này đi luôn, kiếm tiền đau khổ quá anh em ơi, bị trừ 400 đồng. Nhớ là kiểm tra kỹ thôi mà. Atai ce vari su comandiro. Ta phải đi vớt vát lại ta. Cái đống hàng này mình kiếm lại tiền cho biết sao giờ. Ôi, hôm nay là âm tiền, hôm nay không có dư cái đồng nào hết, hôm nay là không có luôn. Làm được bao nhiêu đồng thì bị trừ hết rồi còn đâu. Mà mọi sai lầm là đều phải trả giá. Mình sẽ tới cái trại lao động trước. Rồi cái gì nữa đây? Cướp nữa kìa. Bao nhiêu thằng đây? 4 thằng cơ à. Rồi tụi mày chờ tao xíu. Bây giờ mình sẽ giết cướp mà để mình lấy lại tiền thôi anh em ơi.
giờ nghèo lắm luôn rồi. Tại mình lại kiếm lại tiền thôi, chứ hôm nay chúng ta đang bị không. 4 lần trước rồi. Một thằng. Hai thằng. Ba thằng. Ui. Bốn thằng đấy. Kiếm lại những gì đã mất chứ. Sát chết được tụi mày đâu rồi. Nó có hai viên đạn súng lục này. Ui đạn tiểu liên nè, đang cần luôn nè. Đỡ phải đi mua. À súng ngắn nè. Bên này vẫn còn một thằng nữa đâu. Đạn súng ngắn nè, đó. Ngoài 70 đồng ra chúng ta được thêm đạn. Đỡ phải đi mua. Rồi lên xe nào. Còn này có à, nó vẫn còn ngồi trên tù trên xe anh em. Mình tưởng đâu nó bỏ trốn rồi vậy chứ. Và tích tủ. Đây rồi, chúng ta đã tới trại lao động. Xe nào. Ồ, bây giờ một thằng tù nhân mà chúng ta được 200 đồng. Bớt là những gì hôm nay được mất. Ra khỏi đây thôi. Rồi chúng ta sẽ tới đồn cảnh sát mà bán cái số hạt lầu còn lại. Ui, ui, bọn này có súng ngắn đấy. À, súng tiểu liên. Mình nghĩ là mình không nên chơi. Bây giờ chạy ra đường sắt. Tụi nó đông, tụi nó tầm 5-6 thằng. Ta sẽ đi ngã lại để lên đồn cảnh sát. Trời khá là tối, cái đoạn đường này là không có đèn đường cho nên hơi âm u. Mặc dù đã bật đèn rồi mà trời vẫn đường vẫn tối không thấy gì hết. Rất là dễ gãy xảy ra tai nạn. Đấy. Không để ý là không cái thằng kia luôn rồi đó. Rồi, vuông qua bên này nữa là tới đồn cảnh sát. Đây rồi, ta ra xe vào thôi. Không biết một đống hàng lậu này mình sẽ thu về được bao nhiêu đây. Ồ, hôm nay là chi phí là trừ đi 240 rồi này. Ôi cái đống hàng lậu này mà chỉ có được 176 đồng thôi.
hàng lậu mà không có giá bằng tù nhân anh em. Hàng tù nhân được 200 đồng mà 11 cục hàng lậu mà chỉ có được 176 đồng. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Và chạy thẳng một đường về nhà nè. Cái thằng này sao mày tông tao? Mình vừa đi vừa bắn súng được nè. Kiếm EG. Bắn kiếm EG là nó chuyển qua góc nhìn thứ nhất và cầm súng luôn. Khi chúng ta về tháo cái đồ biên phòng là có lẽ là trời cũng sẽ là khuya rồi. Chúng ta về rồi, chúng ta chỉ có ngủ thôi. Đây rồi, đồn biên phòng của chúng ta đây rồi. Đấy, mình sẽ tắt đèn nè, tắt còi nè. Chào mừng đồng chí đã quay trở lại. Mình sẽ cất đống đạn không xài này vào kho. Đấy, mình sẽ cất cái này vào kho này. Tại đạn súng lục thì quá nhiều, tới tầng 29 băng đạn. Ngắn. Dao mình vẫn còn. Ui, dao mình chỉ còn một con thôi nè. Chuyến sau là phải mua thêm dao này. Và mua thêm một cái sập ben mà để nảy hàng lậu ra này. Ừ, 2 tháng 5. Bây giờ đang là 2 giờ sáng nên nè. Ta đi nghỉ ngơi để bắt đầu ngày làm việc thôi. Đấy, và đây là nhà của chúng ta. Nhà yêu thích. Rồi, mình sẽ nghỉ ngơi để qua ngày mới. Chúng ta chỉ ngủ được 4 tiếng là 6, tại vì 6 giờ chúng ta phải làm việc lại rồi. Và mình nghĩ video của hôm nay là đến đây là sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã coi theo dõi video của mình. Nếu bạn yêu thích video của mình thì hãy subscribe kênh mình và like để ủng hộ kênh mình ra những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Bye bye các bạn.